luôn. Nếu các bạn mua ba cây này bán cho các bạn 2 triệu luôn nha các bạn. Rồi Tâm Trà nhập hàng mới về các bạn ơi. Đó. Rồi ba cây thì 2 triệu luôn nha mọi người. Đó. Nói chung thì đằng này cũng còn mọi người. Hey, chào mừng như bạn vui vẻ của kênh Tâm Trà nha. Bữa nay thì không biết bà chè bà đãi cho mình cái món gì đây các bạn. Đang học ha đây. Không Bí đi mật. về, mới đi làm về mà không biết cái gì đây các bạn. Bí Để mật. xem coi. Xem coi các bạn. Chà thì ra là vịt. Ô vịt của bà chè. Chà ra là vịt 280 ngàn. Cho này nhiêu? Ừ, 280 à, ngàn. vịt 280 ngàn của bà chè các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi rau bà đây. Có mình tôi vậy là bà muốn tôi không ăn thịt hay gì mà đem một mâm rau với vậy bà. Quá rồi, quá Thịt mẹ đắt thôi. rồi rồi bên đây thịt thì đắt mặt cái mẹ. Gà này con gà này 280 ngàn, vịt này 280 ngàn chứ. Chà mình ăn không biết hết không ta, hơi ghé ngang chè bà đãi mà. Ôi, mời mọi người nha. Rồi đã vậy. Ui này còn món mới nữa hả? Vịt này đâu phải vịt quay, vịt nước hả? À, này nước. Ăn thử. Trời ơi, quá tẩy cái thao. Ghê. Nguyên con mà. Chia thịt mời các bạn nha. Ngon quá. Bữa nay không cho thánh ăn được đồ độc hay. Thánh gom thì nó đi làm. Không biết nó có về không các bạn. Ông vô trận. Nhiều khi ông hứng ông về ông ăn không hứng thì ông đi làm luôn, ông ăn bụi luôn ông đi làm. Mà chè đưa ông chiếc xe đó nó bị là tan hoang hết, chờ chiếc xe luôn rồi đó. Hư cũng không sửa luôn, hết sức. Ngon ngon quá các bạn. À quên, nãy giờ chưa giới thiệu với các bạn. Trời ơi, đây các bạn ơi. Đây mọi người ơi, giới thiệu với các bạn đi nha. Đây cái mây nụ nè, 500 nè mọi người. Vẫn như thường ngày các bạn. À, cái mây nụ này 500 nha các bạn. Bị cao thì khoảng mét mấy đó các bạn. Bị hoành thì khoảng 14, 15 gì đó nha. Rồi đây cũng vậy. Chưa tắt đi, phải có. Đây đâu bị hoành chứ thật ra mình nói mình cũng không biết nữa. Nè, 15 mọi người ơi. 15 đó, cây này thì 500, hai cây á thì 800 nha các bạn, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi cây này đi các bạn, cây này á thì 800, cây này thì 800 các bạn đó. Hai cây á thì 1,5 triệu nha các bạn, hai cây thì 1,5 triệu. Và nãy quên cho các bạn coi cái gì đây, đâu hoành. Hoành này 17 các bạn ơi, hoành nghe tiếng 17. Ai bước vô hoành này 17, hoành này 17 như vậy đó. Cặp á, thì 1,5 triệu các bạn, mà nếu các bạn mua ba cây á, bất các bạn mua ba cây á, thì bán cho các bạn 2 triệu luôn nha mọi người, bao sống bao ship toàn quốc luôn. Nếu các bạn mua ba cây này bán cho các bạn 2 triệu luôn nha các bạn. Rồi Tâm Trà nhập hàng mới về các bạn ơi. Đó. Rồi ba cây thì 2 triệu luôn nha mọi người. Đó. Nói chung thì đằng này cũng còn mọi người. Đó, cặp này nè, bạn nào mua cũng được, thì Tâm Trà để cho các bạn 1,5 triệu thôi. Đó, 1,5 triệu thôi mọi người ơi. Đây hoành là 19 các bạn ơi, hoành 19 áo đâu, đây hoành có 19. À, cặp này là 1,5 triệu nữa các bạn. À, cặp này 1,5 triệu, nếu bạn nào mua cặp này 1,5 triệu tặng cho các bạn cây này luôn nghe. Tặng cho các bạn cây này luôn rồi, hết hàng luôn đó mọi người. Bạn nào mua cặp này 1,5 triệu thì tặng cho bạn các bạn cây này. Nói các bạn cây này không cũng 300 rồi mọi người, bao sống bao ship toàn quốc nha. Rồi ok các bạn ơi, cây này là cái mã số, cái số 5, mã số 3, hoành là 19 phải không, nãy 19 phải không. Ừ. Tặng cho cây này. Ôi, Tâm Trà em ăn cái gì đây? Nhận dịch quay này thánh ăn đau chọc mà nó hay một cái là chết. Nó hay một cái là chết. Này dịch nướng chứ thơm quá trời thơm. Ngạt ngào các bạn ơi. Ai vậy? Ai vậy? Cái gì? Thánh ăn đau chọc quá. Thánh ăn đau chọc nữa hả? Nữa hả? Trà đang ăn gì không Trà? Ăn có dịch quay không à, mẹ không có no đâu. Trời ơi, dịch quay, có dịch quay không hả? Có dịch quay. Mà tôi nghe Trà Long nói sáng mua mùa mấy của mày đâu. À, không, tao không ăn mì, tao ăn vịt quay các bạn. Trời ơi, vậy thôi, tôi thấy ăn mì mà ăn vịt quay này tao đủ no. Ủa, tao đúng rồi mày đó. Làm vậy nó bụng, làm vậy nó bụng
Là sao? Là, kiếm ăn. Là thấy 12 cái mì luôn hả? Thấy luôn rồi. Bả mua 12 cái mì mua cho tao ăn mà. Thôi giờ ông được tao ăn đi. Ăn mì luôn hả? Ừ. Chứ dịch quay sao nó? Thôi thôi mua không mì, không quay. Thôi vậy là chuẩn bị cho ông ăn nha. Ừ. À tôi ăn dịch quay à. Cái này các bạn ơi, 12 cái mì. Trời ơi, 12 cái mì của bà chè bà. Ông tính làm thiệt hả mập? Thì làm luôn chứ trụng luôn đi chứ sao nữa giờ không mấy ăn trụng đi. Hệ trụng luôn á. Ôi nó coi làm thiệt luôn hết. Thì làm mới về đó bụng nè. Tôi tính ăn dịch quay không nè. Ôi trụng luôn các bạn. Trời đất ơi. Đó, 12 gói, tính ăn dịch quay không hả? À? Đâu có ăn mì đâu. Trời ơi, trời ơi, thằng mập ơi, làm 12 gói mì thiệt hả mập? Chứ làm gì đó bụng mà. Có rau nữa mập. Ờ. Nhưng mà sao dịch quay là không đủ hả gì? Tôi còn dịch quay ăn đủ. À quên, hồi nó không biết thằng số nó có về không ta? Rồi, hồi không biết thằng số nó có về hay không biết. Tôi nghe nói như nó có về đó. Ờ, à, kể nó về thì... Không, nó có về thì cho nó miếng mì nha mập chứ hết mì luôn á nha mập. Cho nó mì giờ tôi thiếu ăn rồi đó. Kể. Biết sao vậy? Không, mày thì phải cho nó dạy gói đi, nó ăn cho dạy gói đi chứ bữa nay mà chè mua 12 gói hồi nãy tầm mày thấy rồi đó. Đâu, tôi gần lắm tôi mới thấy chứ. Hết sức luôn. Quay không ăn mày. Tại bà thấy tôi về rồi bà mua bà giấu kìa. Giấu. Số nó về rồi kìa, số nó về rồi thôi con gấp cho nó 4-5 gói đi con. Nha. Em lấy sao. Số lấy cao số ơi rồi cho ổng cho. Nhanh tay thì còn mà chậm tay hết rồi. Thôi lấy cái thượng đi, lấy thượng đi, chú lấy cái thao nè. Rồi, thượng đi. Lấy cái thau cho ổng đi các bạn chứ cái thượng này ổng ăn đâu có no. Tại vậy chạy xíu nữa là mày không có ăn luôn á. Cho số miếng cho. Trời ơi, tính đâu nó không về. Thấy sáng đi đi ông điện thoại. Rồi. Rồi. Vậy? Không đủ ăn ông cho ông giữ vậy. Được rồi. Cái này hả? Ông được, được gì cũng nhiều nữa hả? Rồi ông có rau không? Dạ. Ông có rau không? Hoàng coi nè. Rồi rau, rau. Tự xử đi, tự xử đi, muốn ăn gì ăn. Nè rau, nè, ăn đẹp chứ gì á. Rồi vậy đi. Chứ ăn rau nhiều quá, không có no cái nhà. Được chưa? Rồi vậy đi. Cơm sớ cho gồm phải không? Bữa nay bà chèm mua có 12 gói rồi các bạn. Chứ đã nó về rồi, không lẽ giờ không vừa cho nó ăn, lấy gì nó ăn. Thôi mời mọi người ăn nha, thôi bằng nào ăn gì cắt đó đi. Ăn gì cắt đó đi. Thôi mời mọi người nha. Ăn thằng cỏ hồi nãy mình chơi trước cái đầu rồi. Bây giờ mời cả nhà với mình ha. Một mâm mì nha cả nhà. Là bữa nay mình thấy ông chè là đãi mình thiếu món cả nhà ơi. Thứ gì? Ngang hay gì? Món ớt ông nhà ông chè ơi. Thôi ngang chứ. Đãi luôn không? Ớt đãi là nào? Các bạn ơi. Trời ơi, nó nướng lá mắt mặt các bạn ơi, để đây ai ăn được ăn, lá mắt mặt nó thơm lắm mọi người. Lá mắt mặt. Thôi đó giờ mập chưa ăn hả? Chưa. Đó là cái tàu ăn hai con này nè. Đó là cái tàu đi công tác sắp về rồi mọi người. Trời ơi, nguyên miếng này luôn khỏi cắt. Vậy vậy. Cặp luôn. Vậy vậy. Mình sẽ đến với nhau bằng một cái giọng nói luôn nha. Rồi. À. À giờ ông về cắt mình còn ăn mì nha. Đấy, ơi, làm gì chứ làm nói ăn mì đi, ăn thịt đi. Ăn thịt đó. Cắt nè. Mình ăn mới đầu tiên mình vô cùng nhỏ hơn cả nhà. Ăn đi con. Ăn đi con, lượn mặt chứ lượn mặt ăn đi con. Ngon lắm cả nhà. Ăn mua thịt để đâu vậy ông chà? Mua của bà chè. Bà chè đãi. Thấy sáng giờ hai cậu cháu mà cực khổ đãi đó. Thịt còn ngay hả cả nhà ơi. Đó. Nước thơm không? Ăn mấy thịt thì mình gấp mình nha cả nhà. Thôi cuối cùng là tôi là ăn xong. Không có mì luôn hả? Không, không có mì. Không cơm không cơm. Thôi không mì tôi ăn thịt. Mấy giờ tôi vô cho miếng mì làm cho để ông không mì chúng ta ăn về rồi. Không cần. Tôi chịu dạy cho. Chịu dạy cả nhà, ông ăn ông lộn thịt không rồi cả nhà, ông chịu dạy. Thôi mời mọi người nha. Thôi mình chịu dạy cho mình nấu ăn mì, mình ăn thịt thôi, dịch quay đâu. Tranh thủ mang thịt giống như cả nhà để ông thịt làm ăn mì. Tranh thủ chứ biết sao rồi. Anh cho số rồi. Không đủ rồi. Không rồi rồi, trời ơi. Ôi, thử không? Trời ơi. Cắn cái thịt nước tả rau trần. Cắn bao câu hả? Ừ, cái xương ăn miếng rau anh xương. Ủa, ông không ăn rau hả? Ông làm thịt. Ăn thịt với ăn mì không đủ nữa ăn rau. Thịt cấp trên cả nhà. Ông vụ mình ăn mì với ăn rau cả nhà để ông ăn thịt. Chính tâm chè ăn mình nè các bạn. Nhưng mà dễ gì cả nhà, mình phải tranh thủ cho mình ăn trước luôn á, ăn trước 11 giờ, ê hờ lo dạng tại hồi 11 giờ ông mập về tới.
Còn số giờ tới luôn. Chờ những thức ăn mình đóng rồi cả nhà ơi. Vậy là cuối cùng 12 gói mì là ông là 8 gói, ông này 4 gói hả? Ngon cả nhà. Ngon quá. Ông trời ơi, ông trời. Ông ăn miếng mì chứ ông phụ người ta miếng mì chứ để rồi. Ông hạch động lực. Lớn rồi, có ai đi lo, lớn rồi, có ai đi lo. Rồi. Lớn rồi, có ai đi lo. Mời các bạn nha. Ông chơi thì ông bắt mình ăn mì, mình chứ cố ăn mì, ông hạch. Đó rồi. Bắp đi. Bắp. 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 Mắc cỡ hả? Mắc cỡ hả? Chiều đi tôi đãi cho nhậu. Qua. Mở ra nha. Nó thật tình nó mở ra. Hai cậu trái, hai cậu cháu sáng vậy làm mà về bà chè ba. Ăn mấy con mới được. Hai con hay một? Hai con. Hai con luôn đi. Nhiều con hả? Có. Hình như bữa đó. Con hả? Con hả? Con hả? Con hả? Gì đó, con. Gì đó, gì Bên Hiền hả? Bên Hiền nó đãi đó. Ừ. Bên Hiền đem xuống á. Ừ. Con hả? Con với mấy ổ bánh mì đó. Ừ, với hai ba ổ bánh mì. Tưởng đâu hai con chứ sợ ông là quỷ đó. Ngon. Đó. Mình phải chờ cho thằng em mình đi. Ừ, chờ cho mình đại ha. Chờ đại mình cạp hồi nước ra nó không tròn ra cái nhà. À, ăn miếng thịt rồi giờ mình dứt thêm một ổ mì nha cả nhà. À. Trời ơi trời, thì chứ nuôi hai ông chắc tôi mở mới mở công ty mì cái bên luôn. Mở con mì. Ông gấp cho mình con đũa mì. Nhưng mà để bụng ông mới ăn các bạn. Ăn thật thôi chứ. Chứ bác mà chuyên số ăn mì thì ông ăn thịt ở nhà sao được cả nhà. Thôi ăn thử lá bắt mật coi. Như lá cách không? Trời ơi, ăn như lá bắt mật nha ông ơi. Tưởng đâu mà nó gì lạ lạ, nghe nó lá mất mặt, lá mất mặt. Lá mất mặt coi như là lá không có mặt đúng không? Tại mà nó mất mặt rồi, không còn có mặt. Chúng ta đi. À, mà cái nhà cục thịt quay nha, của bà Trang ở nhà. Mềm lắm cả nhà, mềm ngọt lắm cả nhà. Mình ở trong miền Nam này thì không có lá mất mặt. Thế gì gì mình đâu biết các bạn. Nhưng mà cuối cùng là có. Lớp mật nó ra làm sao ha? Này chắc ở ngoài mình bán. Món này của Lạng Sơn mẹ. Không? Ngon quá. Ông thịt ăn nhấm gì không? Chưa không? Thịt ăn nhấm gì không thịt vậy? Anh đi con, thịt đó. Hôm qua cái đậu gà, đậu gì? Hôm qua phải đậu gà. Không. Qua ăn cá kho lạc. Ừ, quên. Kìa. Kìa. Đậu gà được không? Ông ăn được không? Dạ. Ông nội ăn được không? Ngon. Ngon là miếng rau nữa mọi người ơi. Qua. Qua. Tại ông làm miếng rau, mình làm miếng mì cả nhà ơi. Cũng... miếng rau quá. À, ông cũng gán ăn hết rồi, cho ông trà. Tôi cũng gán hết ăn mì chứ đãi. Trời ơi, nãy giờ gấp chỗ có 5-6 miếng là cũng hết luôn. Đây là mình cái đem lồng lồng luôn đó nha. Để chút đưa cái nó chẳng. Cắn này con. Ừ. Có câu luôn không? Ừ, cái này luôn không? Em mập ăn này không? Không. Không ạ. Đây đây luôn. Ừ. Ờ xấu. Người xấu đi làm cu li các bạn. Làm cu li hả? Được 280 hay gì? 280. Tới nước không ạ? Ừ. Làm gì vậy? Cu li hay đàn gò? Ừ, đàn gò. Này cũng giống như cu li vậy. Tới nước là người ta lưu chứ. Hả? Có. Hai người. Cái bơm mày người bơm người ấy hay người bơm người cầm tết bơm mày như chúng là gì bơm bằng cái máy cắt cỏ hả? Ừ hiểu rồi. Nghĩ nha cả nhà, cái bồ câu nhõng đít kìa, dòng mông yêu dấu của Bắc Kinh các bạn.
Có em dịch Bắc Kinh. Ủa? Con này dòng đi. Nó đó hả? Dòng tạp. Nó dòng dòng á. Dòng tạp á. Gần hết rồi các bạn. Đó thì mình giới thiệu với các bạn nghe cây số 8 nè, cây số 1 nè, cây số 4 nè. Ba cây này hình như là dòng eo của nó là 19 đó các bạn. Ấy, à, 19 nha. Dòng eo 19. Thì ba cây này nếu mà các bạn nào thích bộ ba luôn thì Tâm Chè sẽ bán với giá là 2 triệu các bạn. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha mọi người. Đó, đáng lẽ để em này chính giữa. Mà để lộn, để em này chính giữa, hai em này hai bên ha. Để số 8 chính giữa, để số 1 với số 4 hai bên. Rồi cây này á là 500 các bạn, hai cây thì 800 nha mọi người. Rồi đó, như vậy thì các bạn ủng hộ Tâm Chè thì cứ gọi điện thoại vô số Zalo Tâm Chè ghi trên màn hình đó các bạn ha. Thôi giờ lại làm tiếp mọi người nha. Chết giờ tới giờ cuối rồi cả nhà, giờ mình mời hai đứa mình con thịt. Nước chấm ngon. Rau cũng ngon. Cơm mâm á không ngon. Trơn. Mà cho hết luôn mọi người. Ăn cái thịt kìa. Ngon cái gì. Hết trơn con vịt quay. Hết trơn mâm rồi. Trời ơi, nó gặp nó chậm. Mà hồi cũng ống qua hết trơn à. Đại ông ăn mà hết này chắc cái video 30 phút luôn á mọi người. Thôi vậy là cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã thích video này nha. Các bạn nhớ ủng hộ cho Mai Phôi của Tâm Chè nha các bạn. Cũng như ủng hộ cho Thánh Đăng Đầu Chọc và Thánh Rồm Tâm Chè và Thánh Rồm Thánh Đầu Chọc. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn video lần sau. Bye bye.